Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất mini trên chậu nhựa. Cây rất là đẹp. Và các cái quả ra lớp hoa trước thì nó đã bắt đầu phát mã rồi. Cái vườn này thì có khoảng gần 1.000 cây. Và vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Đại Mỹ, tỉnh Nghệ An các bạn nhé. Năm nay dịch dã như này thì chúng ta có thể đi buôn cái loại quất vừa nhỏ vừa xinh như này. Thì có thể là sẽ hút khách hơn. Và với cái chậu như này thì chúng ta có thể thay được chậu. Nếu chúng ta muốn chuyển sang chậu sành hoặc là chậu đất lung. Đây quý vị và các bạn thấy quả rất sai. Mình dẫn quý vị các bạn đi vòng cái vườn quất này các bạn nhé. Mình tiếp tục để số điện thoại của bác chủ vườn để quý vị các bạn có mua thì liên hệ với số điện thoại đó.